sắp diễn ra phiên tòa tuyên án trường Mỹ Lan và 85 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát. Nhiều cơ quan gửi đơn xin giảm án cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Tìm kiếm nam sinh viên trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mất tích bí ẩn. Hé lộ động cơ ban đầu của nữ nghi phạm vụ bắt cóc hai bé gái trên phố đi bộ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày mai 11 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Ngoài ra, một vấn đề đang được quan tâm liên quan đến vụ án là hàng loạt siêu dự án và bất động sản trên đất vàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của Bà Lan đang bị kê biên, vẫn đang chờ sẽ được giải quyết như thế nào để khắc phục hậu quả. Ngày 11 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trường Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trước, trong và sau khi bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan luôn giữ thái độ bình tĩnh và chăm chú ghi chép. Thế nhưng, trong khoảng 40 phút nói lời sau cùng, phần lớn thời gian bị cáo Trương Mỹ Lan đã không kiềm chế được cảm xúc, đã khóc và đau xót cho hoàn cảnh của gia đình mình khi cả chồng và cháu đều bị bắt tạm giam, gia đình tan nát. Trong nhiều ngày diễn ra phần tranh luận giữa đại diện viện kiểm sát và luật sư, hai bên cũng căng thẳng để bảo vệ quan điểm của mình. Một vấn đề đáng chú ý được hai bên tranh luận là cấu thành tội danh tham ô tài sản và xác định thiệt hại của vụ án. Vì số tiền thất thoát, số tiền thiệt hại của SCB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này quyết định đến tội danh và hình phạt của các bị cáo. Về phần xác định thiệt hại của vụ án, đại diện viện kiểm sát cho biết không dùng kết quả định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại mà áp dụng các biện pháp điều tra, sổ sách, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để xác định thiệt hại không nhất thiết phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự mới xác định được thiệt hại của vụ án. Hiện tại, hàng loạt siêu dự án ở bất động sản trên đất vàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của bà Trương Mỹ Lan đang bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Tính đến ngày mùng 5 tháng 3, SCB xác định số thiệt hại do bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây ra là hơn 760.000 tỷ đồng, gồm nợ gốc và nợ lãi của 1.284 khoản vay. Thiệt hại mà bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây ra cho SCB là rất lớn, nên SCB đề nghị hội đồng xét xử giao toàn bộ 1.166 mã tài sản đảm bảo cho các khoản vay cổ phần, cổ phiếu, đặc biệt là loạt bất động sản khủng trên đất vàng của bà Lan cho SCB toàn quyền sử dụng, khai thác. Riêng căn biệt thự cổ tại số 110, 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản duy nhất bà Lan tha thiết xin giữ lại để cho con gái trùng tu và bảo tồn. Căn biệt thự cổ phong cách Pháp có bốn mặt tiền, nằm góc giao lộ Võ Văn Tần, bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Diệu, được bà Trương Mỹ Lan bỏ ra hơn 700 tỷ đồng để mua lại năm 2015, sau đó thực hiện việc cải tạo, nâng cấp. Bà Trương Mỹ Lan khẩn khoản đề nghị tại phiên tòa. Tôi xin tòa đừng kê biên tòa nhà này, trả lại cho con tôi và gia đình để cháu nó sửa chữa, bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho Việt Nam. Gia đình tôi sửa chữa 5 năm rồi, mong hội đồng xét xử giải tòa kê biên để tiếp tục sửa, nếu không sẽ bị hư hỏng. Sáng mùng 10 tháng 4, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết tòa đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca trong đó có nhiều cơ quan nơi ông ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống như ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã canh giang quê nhà ông ca ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hội luật gia thành phố hải phòng giáo hội phật giáo việt nam thành phố hải phòng công an thành phố hải phòng đáng chú ý chủ tọa cho biết trước khi phiên xét xử diễn ra có rất đông người dân đi ô tô đến tòa gửi đơn xin giảm nhẹ cho ông đỗ hữu ca trong đơn gửi đến tòa giáo hội phật giáo việt nam thành phố hải phòng cho biết trong suốt thời gian dài giáo hội luôn nhận được sự ủng hộ phát tâm từ thiện từ ông Ca. Ông Ca còn có nhiều đóng góp công sức và vật chất để tôn tạo, trùng tu, gìn giữ, phát huy nhiều di tích lịch sử văn hóa của thành phố và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở di tích tâm linh Phật giáo. Còn trong đơn gửi đến tòa của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng cho biết, trong hơn 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ phó chủ tịch Hội Luật gia thành phố, ông Ca đã có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội, nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Còn trong đơn gửi đến tòa của Công an thành phố Hải Phòng có nội dung ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành Công an thành phố Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo chỉ đạo, có ý thức rèn luyện cấp dưới, được cán bộ chiến sĩ quý mến. Trong giai đoạn ông làm giám đốc Công an đơn vị Công an thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông Đức. Phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn nêu nội dung ông ca là người con của quê hương xã kinh giang xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng là cán bộ công an giỏi là nỗi khiếp sợ của tội phạm ông ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện thủy nguyên đơn của ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên nêu từ những đóng góp công hiến của ông đỗ hữu ca với sự phát triển chung của huyện thể theo nguyện vọng của nhân dân ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên kính đề nghị tòa nhân dân tối cao Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca. Khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ, tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng. Ngày mùng 10 tháng 4, đúng 8 giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng mặc bộ quần áo màu xanh, mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiêu tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Trong phần kiểm tra căn cước. Ông ca cho biết mình bị bệnh đau chân. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo, chủ tọa thông báo khi viện kiểm sát công bố cáo trạng, nếu nội dung nào dài sẽ cho phép ông Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe. Sau khi thẩm tra lý lịch, khoảng 9 giờ 30 phút, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang. Trong khi các bị cáo đứng nghe viện kiểm sát đọc cáo trạng thì ông Ca được tòa bố trí ghế để ngồi nghe vì chân bị đau cạnh đó vợ chồng ông trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ bị cáo nguyễn đình đương tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải và nhân viên dưới quyền đỗ thanh hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ tám người còn lại trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế Phía bên ngoài khu vực xét xử, nhiều người dân cũng đã chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát hành. Phía bên ngoài tòa, an ninh được thắt chặt, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào an ninh quanh khu vực cổng ra vào và kiểm tra rất kỹ, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 4. Ngày mùng 9 tháng 4, tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng. Theo thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trường hợp ở huyện Nhơn Trạch mất 171 tỷ đồng với thủ đoạn quá cũ, xuất hiện từ cả chục năm trước. Thủ đoạn này nằm trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật, thiếu cảnh giác. Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu các loại tội phạm. Đối tượng rất manh động, liều lĩnh, đặc biệt là tội phạm lừa đảo. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 3 vụ, số tiền nạn nhân bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng đang được cơ quan công an điều tra. Lừa đảo phổ biến qua không gian mạng hay còn gọi tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong quý 1 năm 2024 xảy ra 29 vụ, chiếm 49% tổng số các vụ án, vụ việc lừa đảo. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay trong cán bộ đảng viên, đặc biệt lưu ý tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế gọi điện cho người dân qua điện thoại, thông báo việc xử lý thông tin tố giác tội phạm. Khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự, phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Trước đó, đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Trung ương đã yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý bị lừa mất hơn 171 tỷ đồng. Chiều 9 tháng 4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Giấy Hưng Lợi, cụng công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan và huyện Tiên Du làm rõ nguyên nhân vụ nổ nhà máy giấy khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương. Người đứng đầu tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, chỉ, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu chữa các nạn nhân. Các đơn vị kịp thời phân loại, cấp cứu, điều trị tại chỗ và tại các tuyến điều trị nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa thiệt hại về người. Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17 giờ cùng ngày. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi và các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị nạn. Đồng thời các cơ quan đơn vị cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường làm việc. Trước đó, vụ tai nạn lao động nghi nổ bể ngầm khí ga xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 9 tháng 4 tại công ty cổ phần giấy hưng lợi. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện một người thiệt mạng thương tâm tại chỗ và hai người bị thương. Các nạn nhân là công nhân của công ty hưng lợi, người thiệt mạng là anh Quy VT, sinh năm 1993, địa chỉ xã Triềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng xảy ra sự cố rộng khoảng 4.000m2. Vụ nổ khiến toàn bộ phần mái của nhà máy đổ sập. Trước đó, công ty Hưng Lợi cũng đã bị các cơ quan chức năng xử phạt 320 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường. Công ty bị tạm đình chỉ hoạt động từ tháng 1 năm 2024, đang trong giai đoạn sửa chữa, xây lắp thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sinh viên mất tích là Nguyễn Lữ Anh Nam, sinh năm 2004, năm thứ hai, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng, gia đình cũng như nhà trường, ký túc xá đang hỗ trợ tìm kiếm. Sinh viên Anh Nam thường trú ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thành phố Hồ Chí Minh học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2022. Bố của sinh viên anh Nam là ông Nguyễn Anh Trường cho biết, gia đình mất liên lạc với con trai đã nhiều ngày nay, cơ quan công an đã vào cuộc hỗ trợ công tác tìm kiếm. Ông Trường kể, lần liên hệ gần nhất của anh Nam với gia đình là thứ Bảy ngày 30 tháng 3. Đến ngày 31 tháng 3, cả hai không liên lạc và hai ngày sau đó bạn bè ở cùng phòng với anh Nam trong ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh điện thoại về cho gia đình báo anh Nam đi vắng hai ngày không trở về chỗ ở. Nhận được tin báo gia đình đi từ Thanh Hóa vào Sài Gòn, đến trường học và chỗ ở của anh Nam tìm kiếm, đồng thời báo với nhà trường, ký túc xá, công an phường nơi anh Nam sống và công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ tìm kiếm. Về tiền học của sinh viên này, ông trưởng cho biết đã chuyển gửi tiền học phí cho anh Nam khoảng 20 triệu đồng, nhưng sau đó phát hiện con không dùng để đóng học phí cho nhà trường mà dùng cho mục đích cá nhân khác. Ông Trưởng nói, tôi đoán con dùng để chơi game. Đối với số tiền sinh hoạt phí, đều đặn hàng tuần gia đình gửi cho sinh viên này 1 triệu đồng mỗi tuần. Cũng theo ông Trường, lần gần nhất anh Nam về nhà là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, với thời gian nghỉ gần một tháng. Những ngày ở nhà, theo quan sát của gia đình, con ít nói hay ngồi lì vào máy tính ở trên phòng. Ông Trường nói, tôi nghi ngờ con mình đã bị dụ dỗ đưa sang Campuchia và mong sớm liên lạc được với con trai. Phía trường Đại học Công nghệ Thông tin xác nhận sinh viên Nguyễn Lữ Anh Nam mất liên lạc với gia đình và nhà trường nhiều ngày nay. Trong thời gian đi học, sinh viên này ở trong ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về học lực học kỳ 1 năm thứ nhất, Anh Nam có học lực trung bình. Đến học kỳ 2, nam sinh viên này bỏ thi hết tất cả các môn. Khi gia đình không liên lạc được, dì của sinh viên này đã lên trường làm việc với phòng công tác sinh viên, sau đó bố của sinh viên này từ Thanh Hóa cũng đã vào trường tìm kiếm. Hiện trường Đại học Công nghệ Thông tin, Ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với gia đình cùng cơ quan an ninh để tìm kiếm sinh viên này. Liên quan đến vụ việc hai bé gái bị bắt cóc vừa xảy ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, hai em nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Chị Nguyễn Thị Trì ở phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về hạnh phúc khi hai con gái là Nguyễn Kiều Thảo My 7 tuổi, Lê Hoàng Thùy Linh 3 tuổi được trở về với vòng tay của mẹ của bà ngoại sau khi bị bắt cóc. Chị Chi kể, buổi tối hai con gái bị kẻ lạ đưa đi, chị Chi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Suốt quãng thời gian sống trong sợ hãi ấy, chị phát điên, lao ra đường, lục tìm mọi ngả, rưng rưng nước mắt do tìm hình bóng hai cô con gái thơ ngây. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ. Tìm con suốt từ sáng đến đêm, lúc không còn đủ sức để đi nữa, chị chỉ biết ngồi xuống đường, khóc trong vô vọng. Chiều ngày 8 tháng 4, khi cơ quan chức năng báo tìm thấy con và trao trả cho gia đình, chị chi như được sống thêm một cuộc đời nữa. Chị cứ ôm mãi mi và Linh vào lòng, vuốt ve, an ủi, âu yếm và dốc hết những lời yêu thương cho hai thiên thần nhỏ. Chị cho biết bé Linh 3 tuổi dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thét, miệng liên tục gọi tên chị. Mi ơi, chạy đi, Mi ơi, chạy đi. Còn em Mi 7 tuổi, cả tôi cứ ôm lấy mẹ, nói con nhớ mẹ lắm. Mi kể, lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng dụ dỗ hứa sẽ mua đồ quần áo mới cho hai đứa sợ lắm nhưng cố không khóc vì còn lo cho em. thấy con như vậy, chị chỉ quặn đau từng khúc ruột, vừa khóc vừa dỗ con. có lẽ trước khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua. càng nghĩ người mẹ hai tuổi của bốn đứa con thơ lại càng quay quắt buồn vì gánh nặng mưu sinh. hôn nhân tan vỡ, chị phải mang theo các con khắp đường phố ở trung tâm Sài Gòn, lúc bán vài cái kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi vài món đồ chơi trước cổng trường học. biết là khổ cực biết là nguy hiểm nhưng cuộc sống khó khăn cho gia đình chị ít lựa chọn quá. Con gái lớn của chị Chi năm nay 10 tuổi có biểu hiện của tăng động nên khi đi buôn bán không dám để ở nhà một mình. Bé My Mì mới học hết lớp 2 đã phải nghỉ học rồi. Linh mới 3 tuổi đã là chị của một đứa bé 9 tháng tuổi. Nhìn bốn đứa con thơ ngây chơi cùng nhau trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20 mét vuông. Chị Chi khao khát được thầy trùng đến trường có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Sắp tới, chị sẽ tính đường cho các con về quê sống cùng bà ngoại con mình vẫn sẽ tiếp tục bám trụ lấy thành phố kiếm tìm công việc để nuôi giấc mơ ăn học cho các con. thấy con gái chăn trở, người mẹ già đau yếu cũng chẳng muốn nghĩ chuyện gì xa xôi, chỉ thầm cảm ơn cơ quan chức năng đưa My và Linh về kịp thời. bởi muộn hơn chút, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa. Chiều mùng 9 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chủ trì buổi họp bàn giải pháp xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn từ km 49 750 đến km 49 800 đê hữu cầu phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh sự cố sạt lở bờ sông đoạn từ km 49 750 đến km 49 cộng 800 đê hữu cầu, phường Vạn An, xuất hiện từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay đã khiến 6 ngôi nhà bị sạt xuống sông và buộc sơ tán hàng chục hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh báo cáo tại buổi làm việc. Qua kiểm tra nhận thấy các công trình nhà ở liền kề với các công trình nhà ở đã bị sạt lở, xuất hiện các vết nứt tường và nền nhà gây nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn đê điều tại khu vực này. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng tập trung đề xuất các giải pháp nhằm xử lý hiệu quả sự cố trên. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh thường xuyên theo dõi, cập nhật các diễn biến trong khu vực, thực hiện các biện pháp xử lý theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời khắc phục khi sự cố tiếp tục phát sinh, lan rộng hoặc lấn sâu vào thân đề. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng đã đề nghị khẩn trương di rời toàn bộ hộ dân sinh sống trong phạm vi sự cố sạt lở bờ sông cầu đến nơi tạm trú an toàn ngoài ra bà giang yêu cầu ra soát toàn bộ các hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở và các khu vực lân cận có nguy cơ để đánh giá phân loại lập phê duyệt phương án di rời tái định cư trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống nhân dân tổ chức ra soát các tàu thuyền neo đậu trên sông thuộc địa bàn khu vạn phúc để đề xuất biện pháp xử lý giải tỏa xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân quyên góp ủng hộ các gia đình bị thiệt hại đồng thời triển khai huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân dân khu vực bị ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ tại quyết định công bố tình huống khẩn cấp và các giải pháp đảm bảo an toàn khu vực sự cố sạt trượt tương ứng từ km 49 750 đến km 49 cộng 800 đê hữu cầu phường Vạn An cử cán bộ thường xuyên trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường sự cố để hướng dẫn về chuyên môn, trực tiếp chỉ đạo hạt quản lý đê thành phố, phối hợp cùng chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến sự cố để kịp thời báo cáo. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương tổ chức khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sự cố sạt lở đoạn từ km 49 750 đến km 49 800 đề hữu cầu và các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn khu vạn phúc. Sở kế hoạch và đầu tư, sở tài chính, tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp xử lý sự cố. Sở tài nguyên và môi trường, sở xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh khẩn trương lập phương án giải phóng mặt bằng tái định cư cho các hộ dân sinh sống trong khu vực sạt lở. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.